Chào cô chú anh chị đang xem video của Sài Gòn Hoa ngày hôm nay. Bón phân cho cây ăn trái trồng chậu là một trong những điều cần thiết và giúp cho cây của chúng ta có thể phát triển xanh tốt cũng như là ra hoa ra trái thật nhiều. Và ngày hôm nay thì Sương sẽ hướng dẫn cho các anh chị bón phân cho cây ăn trái trồng chậu theo nguyên tắc 3 đúng nha. Chị ơi, em thấy thường thường người ta bón thì phải 4 đúng chứ sao lại 3 đúng ta? Muốn biết tại sao bón phân cho cây ăn trái trồng chậu chỉ cần 3 đúng thôi thì mời anh chị hãy xem hết video ngày hôm nay. Và nguyên tắc đầu tiên anh chị cần phải nhớ đó chính là bón đúng phân. Có nghĩa là anh chị chọn đúng loại phân đó bón cho cây ăn trái của mình. Và cái mục đích của chúng ta bón là như thế nào. Và hiểu rõ hơn có nghĩa như thế này, khi mà anh chị vừa cắt tỉa cái cây xong thì anh chị sẽ muốn là chúng sẽ ra nhiều chồi cũng như là nhiều lá, cây sum xuê và khỏe. Thì anh chị sẽ chọn loại phân bón có nhiều đạm để bón cho nó. Và mục đích của chúng ta là giữ một cái cây khỏe và rất là xanh mướt. Còn nếu như mà anh chị muốn kích thích cây nó ra được mầm hoa, chồi hoa thì anh chị sẽ lựa chọn loại phân bón có chứa nhiều lăng để có thể giúp cây kích thích mầm hoa. Khi cây vừa ra hoa rồi, anh chị muốn cây đậu trái và trái của chúng ta sẽ chắc, giòn, ngọt thì chúng ta sẽ lựa chọn loại phân bón có nhiều kali. Là đơn giản với ba nguyên tố đạm, lăng, kali chúng ta sẽ điều chỉnh. Đó là đối với anh chị bón phân hóa học, hoặc anh chị có thể bón phân hữu cơ chẳng hạn như là phân gà, phân viên, phân trùng quế, viên nén hay là phân bò ủ hoai. Thì trong tất cả các quá trình của cây anh chị đều có thể bón được. Và kèm theo đó, đó chính là bón đúng liều. Thì Sương sẽ gom chung nó vào ở trong mục đúng phân. Bởi vì anh chị sẽ xem là với một túi phân như thế này, khi mà anh chị mua, nếu mà đối với phân hóa học, anh chị sẽ thấy là ở đây là tỷ lệ của chúng, là các thành phần dinh dưỡng. Anh chị sẽ cân nhắc vào cái mục đích của chúng ta bón và mong muốn cái cây như thế nào. Và ở phía sau, trong tất cả các loại phân bón luôn, thì nó đều có cái hướng dẫn sử dụng. Thì anh chị sẽ phải sử dụng đúng với cái liều lượng ở trên đó để giúp cho cây của chúng ta phát triển tốt hơn. Và nguyên tắc tiếp theo anh chị cần nhớ khi mà bón phân cho cây ăn trái trồng chậu đó chính là bón đúng lúc. Đúng lúc có nghĩa là anh chị sẽ nhìn vào thực trạng cây của mình, tình trạng thực tế của cây để có thể lựa chọn bón phân cho phù hợp. Thì với những cây mà anh chị vừa cắt tỉa xong ra nhiều chồi non, đọt non thì giai đoạn này anh chị sẽ bón phân kích cho chúng để chúng có thể dưỡng được bộ lá khỏe hơn. Còn với những cây mà khi anh chị thấy là chúng ra hoa rồi đang đậu trái thì thời điểm này anh chị sẽ bón phân nhưng với mục đích khác, đó chính là giúp cho hoa đậu trái và trái của chúng ta sẽ đạt chất lượng tốt hơn. Thì đó là bón phân đúng lúc. Hoặc là khi anh chị sẽ thấy những cây mà chúng ta có biểu hiện thiếu dinh dưỡng thì anh chị sẽ bón phân để giúp cho cây có thể phục hồi. Anh chị xem đây nha. Thì cây chanh này cũng đang cần bón phân bởi vì nó đang bị thiếu dinh dưỡng. Anh chị thấy là lá của chúng bắt đầu thiếu đạm nên là sẽ có những cái biểu hiện như là vàng lá, lá cong không được xanh mướt, hoặc là đây là biểu hiện thiếu vi lượng. Anh chị có thể xem này, lá non của cây bắt đầu bị vàng. Thì anh chị sẽ phải biết được là tình trạng thực tế của cây như thế nào và lúc đó cây cần bón loại phân bón nào, thì anh chị sẽ phải bổ sung vào thời điểm đó để giúp cho cây có thể phát triển tốt hơn. Và thứ ba đó chính là bón phân đúng cách, vừa giúp cho cây có thể sử dụng phân bón hiệu quả hơn. Và bón phân đúng cách sẽ giúp cho anh chị có thể tiết kiệm được chi phí mua phân bón cho cây và làm sao cho cây phát triển một cách toàn diện nhất. Thì bón phân đúng cách Sương sẽ hướng dẫn cho các anh chị một số cái mẹo cơ bản để chúng ta có thể bón đúng cách đối với từng loại phân bón khác nhau. Với phân hóa học thì khi mà anh chị bón thì anh chị có thể là hòa với nước tưới hoặc là sử dụng một lượng nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ rải vào mặt chậu. Anh chị sẽ lưu ý là không để phân quá sát vào phần gốc cây như thế này thì sẽ dễ làm cho gốc cây bị cháy. Anh chị rải lên trên lớp mặt. Và sau đó thì anh chị sẽ tưới nước lại ngay. Bởi vì phân hóa học khi mà được tưới nước thì chúng sẽ dễ hòa tan và thấm xuống, thì phần rễ phía dưới có thể lấy được dinh dưỡng một cách tốt hơn. Khi mà anh chị sử dụng phân hữu cơ có thể là dạng khô viên nén như thế này, hay là giống như phân trùng quế tơi, thì đầu tiên anh chị sẽ phải xới lớp mặt lên. Xới nhẹ khoảng tầm 3-5cm lớp đất mặt ở phía trên. Anh chị có thể xới từ cách gốc 5cm ra tới sát phần miệng chậu. Sau đó thì anh chị sẽ rải phân vào.
Bởi vì phân hữu cơ đặc biệt thì chúng sẽ rất là dễ khô nếu như mà anh chị nào rải trực tiếp lên trên lớp mặt. Lúc đó thì phân khô lại và cây sẽ rất là khó để lấy được dinh dưỡng, cũng như là rễ thì sẽ không có nổi lên trên lớp mặt để mà lấy được phân bón. Nên là anh chị sẽ xới nhẹ một lớp, sau đó rải xuống và lấp đất lại. Sau đó anh chị cũng sẽ tưới giống như bình thường, thì phần dinh dưỡng nó sẽ hòa tan ở trong giá thể và cũng sẽ giúp cho bầu rễ của cây lấy được dinh dưỡng tốt hơn. Còn với humic hay là những loại phân bón lá thì anh chị sẽ bổ sung qua lá thì giúp cây hấp thu hiệu quả hơn. Một lượng anh chị sẽ cho một lượng theo như khuyến cáo vào trong bình xịt hoặc là bình tưới, sau đó chúng ta sẽ lắc đều và xịt qua lá cây. Áp dụng trên cây mận này thì Sương đang muốn là cho cây mận của chúng ta những trái này sẽ đậu, không bị rụng trái non và sẽ được những trái rất là to, căng mọng. Thì Sương sẽ bón phân hữu cơ cho nó. Giai đoạn này thì anh chị có thể dùng phân hữu cơ hoặc là các loại phân giàu kali để giúp cho cây có thể đậu trái tốt hơn và trái của chúng ta sẽ chắc ngon hơn. Thì Sương sẽ xới nhẹ phần lớp đất mặt lên, bón phân cho nó. Nếu như mà giai đoạn này cây mận đang ra hoa, anh chị bón cho chúng nhiều đạm thì Sương đảm bảo rằng những cái nụ hay là trái non này sẽ bị rụng. Và vừa rồi là những chia sẻ của Sương về nguyên tắc bón phân 3 đúng cho cây ăn trái trong chậu. Và hy vọng rằng anh chị có thể tham khảo cũng như áp dụng bón phân đúng cách cho cây ăn trái nhà mình, để cây của chúng ta thật nhiều trái. Chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.